他刚才那个他是厨师吗？谁呀？就刚才过来拿东西那个。他在跟我们一起。他刚下班的时候，他累了，他想回，穿换衣服吧。他做什么工作？跟阿张一样。哦。吃饱了。哦，对不起啊。没事。我吃饱了。鹌鹑蛋，不知道什么蛋，很好吃啊。哎呀，明天我，我早上五点去查去上班。大家有冇系搞？我未买车，买表。安妮，我干啊？够啊！咦，这家那个店么？谁安妮来呢？受不了啊！我们在手里面，来红色安妮图龙呢。边mời em cái đi, em đợi边mời lắm rồi. Nhầm mối rồi, ai em uống đâu nhỉ? Ai bác chị uống đâu? Thật để cho em nó đi. Để cho em lấy hài lòng chứ. Để em hài lòng em còn về, em đang ngồi đợi. Thế tao phải mời. Đương nhiên rồi, khỏi chửi. Hôm nay em ấy đang rất lịch sự lúc từ người một mình anh ngồi đợi.